Xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh bán hàng của ô tô Femica Hải Dương. Rất là vui khi được gặp lại quý vị trong clip lần này. Quý vị, quý anh chị có nhu cầu mua bán, trao đổi những chiếc xe đã qua sử dụng thì vui lòng đến trực tiếp địa chỉ của Femica Hải Dương tại số nhà 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, hoặc là có thể gọi cho salon nhà em số hotline 0978 607 555 hoặc số 0941 337 888. Quay vào chủ đề chính ngày hôm nay thì bên salon nhà em lại vừa về thêm một mẫu xe mới nữa. Đây là chiếc Outlander của hãng Mitsubishi. Xe này là 7 chỗ ngồi, sản xuất 2018. Đây là bản động cơ 2.0 CVT, có nghĩa là bản tiêu chuẩn đấy ạ. Xe này mới chạy được tròn 4 vạn km, đang mang biển số Thanh Hóa 36A32584. Giá chiếc xe này đang được niêm yết tại salon nhà em là 735 triệu. Ngoại thất chiếc xe là màu đỏ. Xe rất là đẹp nhé. Bao test hãng thoải mái luôn. Cam kết chuẩn là thân vỏ hoàn toàn không đâm đụng tai nạn. Máy móc không ngập nước, không thủy kích. Và bên trong xe là nội thất hai màu đen và màu kem. Có rất là nhiều khách hàng hỏi bên salon nhà em có nhập cái dòng này về không, thì hôm nay em đã nhập một con màu đỏ về đây. Đó là răng này 18 inch. Đi theo kèm theo một bộ lốp nguyên bản theo xe này. Outlander. Nhìn thiết kế rất là thể thao. Chỉ tầm 735 triệu là quý vị có thể được sở hữu một chiếc xe 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Nhật Bản, sản xuất 2018, động cơ 2.0. Xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương, đăng kiểm cùng bảo trì đường bộ đến tháng 6 năm 2021. Còn rất là dài. Trang thiết bị option trên xe thì gồm có đèn ẩu thông minh này, màn hình cam lùi, điều hòa tự động, hộp số tự động zig zag này, bộ lăng tích hợp. Dòng xe Mitsubishi cũng là một thương hiệu xe khá nổi tiếng của Nhật Bản. Ghế còn như rất là mới. Hàng ghế thứ ba đang được gập xuống để lại cái không gian diện tích khoang chứa đồ rất là rộng. Sở hữu một bộ mâm la răng khá là lớn 18 inch, tạo cho chiếc xe rất là khỏe khoắn và gầm khoảng sáng gầm xe cũng khá là cao. Xe này đi 100 km đường hỗn hợp chỉ tiêu hao khoảng 7,25 lít đây. Hệ thống cân bằng điện tử chống trơn trượt. Xe đi được 4 vạn 3. Gương kính chỉnh điện cột điện ạ. Tổng thể chiều dài của xe khá là dài. Dưới nắp capo này là động cơ 2.0 của Mitsubishi đấy ạ.
xe vừa mới lấy về nên là cũng chưa dọn rửa gì. Em tranh thủ quay luôn. Sau khi xem xong clip này, quý vị nào yêu thích mẫu xe hoặc là yêu thích chiếc xe này thì cứ liên hệ trực tiếp cho salon nhé, số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Chiếc xe này là Mitsubishi Outlander sản xuất 2018, bản động cơ 2.0 CVT. Và giá chiếc xe này đang được chào bán là 735 triệu. Nếu quý vị nào lần đầu xem clip này thì đừng quên ấn một đăng ký màu đỏ và kích vào quả chuông bên cạnh. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình này ngày hôm sau.